xưa cùng gì chẳng biết mùi đời. Linh hồn sáng rồi gì ngôi trăng tuyền bích ngọc là nơi cửu trùng. Khá tỉnh ngộ đại hùng minh ni mẫn lo phụng hành bốn phần cho tròn. Thất lời mẫu dài sắc son linh trời tuân mạng bảo tồn nguyên nhân. Thất tâm nội mê trần mong ảo tình trí lo tâm đạo vô vi. Tô tâm dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên luật mẫu thì ban ân. Đắc ngộ pháp tiền căn đơn thánh thành thực tu mới rành nghiệp duyên. Đạo chân chẳng mến bạc tiền quả lành gặp hai quy nguyên phản hồi. Sự kiên triết cõi trời tam giáo cội tam thánh điểm đạo linh căn long đình ngọc bội tư ân. Hoa sen đua nở mừng căn thiên lành kỳ tuyến lửa thực hành mới quý ơn lành hai mở hồi tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan. Ham chi mà vội mơ màng cơ trời dân nước thành tàn khuyết thu. Con của mẹ thủy chung đạo lý thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu hường thân cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Đạo dễ lầm ta mê nếu không truy đạo lý chánh truyền trao dồi tâm mạng căn nguyên dồi nghe chẳng xét kỹ màu truyền lầm ngay. Có đạt gì trở về với mẫu màng vô minh hố lầu phố đầy chọn màu sắc tướng nhiệm sai dựng hình tiếng Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thi
không ngự trị trong hồn. Phép tài ảo thuật cứ bàn môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngủ mê lâu đời. Muốn tu tịnh chiều nhồi chiều khảo tư tưởng lành chữ đạo nhất tâm, rõ thân ma nghiệp khỏi lầm trong thân đối pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều đúc len muốn ăn tạm dừng chẳng nghĩ xác trần, tùy duyên quá độ núi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành chưa dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên nơi tình bước làm càng, hòa thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ quên hồn tiêu hoài mãi sau. Sự phân luật định tào, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để gió mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mê chia trả dây. Luật hình thương pháp chẳng sai, đau lòng của mẹ gái trai hằng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Nguy nhân loại mê hồn trầm luân, biết phận sự con đừng nhờ danh thông. Nhục dinh chẳng nghĩ mất còn, chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá khảo nhồi, một lời thề nguyện con ơi, thần minh chứng giám nghĩa
đất trời rõ phân. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc thành đạo quả phải hành trung chuyên thử thách đi tồn sanh là đường tiến quá luật hành người tu. Chớ nghĩ tôi giận thù quán ơi, chỉ đại hùng học phép từ bi đức ân giảm sự khổ bì, dầu cho lao khổ sắc gì bản thân. Thương nhớ mẫu phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cửu quyền, sâm thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dầu khánh tướng giàu sang khó sắm, Phật thánh tiên dùng tâm thảo hiền. Nghiệp đời dù lắm quan khiên, bằng lòng tu luyện máu liền giải quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ chần chờ để lắp tánh linh. Để lắp tánh linh trận đồ bát quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời chẳng lo tu điểm chiều mới, trách mẹ vì thời chẳng than. Màng ma quỷ còn đương trả trốn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ dễ gì gặp đạo chánh chân màn này. Luận kinh Phật to bài đôi chút, đời lộn đăng mực thước khó dò. Tứ sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người rủ rượt tâm mang, ham làm những sự gian ta đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chỉ biết có bạc tiền danh lợi,
tung hoành bể ỏi chẳng bằng. Giết người cướp của muôn dân, bạo hung độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sát lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là ngày trả qua nghiệp căn. Chuyện xây định luật công bằng, khảo nhồi thương phạt nghiệp căn đời cùng. Sự chọn lựa yếu trung kỳ chót, còn khá lo bỏ mót đức ân. Chớ hàm mê sự hồng trần, buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đọa đài. Dù gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm hấp thụ điện quang. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơn sàn sai lớp màng đau thương. Các con nghĩ cho tường cắn kè, nếu không thì ác mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tạo hồn, dưỡng nuôi hấp thụ báo tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian, nạp hành bị lũ ma dụ tâm mê trần. Đâu còn nhớ kiếp tiền căn, xứ tên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả, chịu luân hồi dài trả không ngừng. Con ơi, lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày chiếu màn hỏi ngộ, rồi các con chịu tội giữa tòa. Cộng đồng tam giáo chẳng tha, luật hình sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, phải dứt đi mới được đầu thai. Đền nghiệp qua trả dai, cũng như mạng kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên đau lòng mẹ, chẳng đành tâm nhìn trẻ như lạc lầm. Chuyển cho điện pháp quyền thăm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xương. Mạng tam giáo lộ
độc lửa đảo uy hoa trên tam thiên lục ba xuống trần bản môn tà đạo vô căn hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử mãi theo đời quên sự thâm ân linh quang gốc cây cội tiền căn ngồi xưa với bò nghiệp trần đều mang sự vai trả trần gian chồng vợ tình thắm ân con nợ phụ vong chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn quên mất tâm chân hồn giá trị nhớ mê lầm ma quỷ lời dân sanh già bệnh tử hiểu rành mà sao con mãi đua tranh theo đời phê bỏ đạo quên lời mẹ dạy còn dọc ngang tranh cãi biện minh nghe theo tà mê lầm tin xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù để vào cánh âm ô tâm tối tiếc bao giờ thoát khỏi sông mê sanh tâm ngu muội nặng nề kiếp thâu chân pháp trở về thiên thôn cơ ân xa tận cùng mang chốt Phật thắm tiền cứu giấc linh hồn ráng nghe lời mẹ bơ con đức tình vững chắc bảo tồn hậu lai xét cho kỹ lời ngay lẽ thật dù khao nhồi tâm Phật đi đừng lơi yêu ma dù có lắm lời ngọt ngon dù dỗ theo đời thì không thề nhất quyết một lòng dĩ đạo nhớ buồn đời sáng tạo linh căn ngọc châu dụng pháp đạo vàng trong thân sẵn có bảo toàn chân linh dù tài phép yêu tinh có giỏi lòng đức tin cứng cỏi cố dành đạo là chân lý cao minh đạo không sắc tướng hữu hình ngoài thân đời mà kiếp dương trần hồn loạn lắm mưu mô đủ hạng ở con
Phật để con lạc lầm. Khó biết chỗ đạo tâm quan trọng, pháp vô vi mở rộng trần gian, chiếu soi nhật nguyệt gần tàn, đắc thông ngũ tàng bảo toàn tâm linh. Chuyên nội thân tâm minh định trí, ngồi quán thông pháp lý chân không, hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng có đâu là đạo, con cần nên tìm thảo cho tường. Mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh, chung quỷ kế giả hình tiên Phật, xưng dị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời theo dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màn lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra tranh tài trên giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như mẫu chung còn bôi bát, cho mẫu đây vào hàng đau tàn. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi. Đồ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho âm thân có được tu hành. Sanh tâm lòng già bất cứ lầm, chế bai vật mẫu phải đặt đỏ thân. Dù mang kiếp làm thân cũng mơ thấy, vô lễ còn khi dễ kiêu căng. Phật nào giả dối ngang tàn, bất tri chân lý đọa mang ngục. Cơ ân xa mặt tình thấy sự, muốn nói gì ngôn ngữ chẳng chuyên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai.
xứ đạo kỳ này. Long qua đại hội quần khai, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ hãy nguyện nhẫn nhục, đèn đức ân phổ phục bể rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới mong còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo làm đạo bảo toàn kiếp châu. Đừng xa ngã vui trần con gì, để ma dương lũ quỷ vớt hồn. Xa vào trận địa bàn môn, hảo danh trục lời chẳng còn mạng sanh. Mẹ thương con vì căn mẹ tao, nên khai truyền lý đạo chân linh. Đó là cố mơ nhục ngỡ thâm tình, đừng lầm mối đạo chân linh mình. Dầu ba đạo tạm thời đắc chí, các con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chớ nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, vẫn chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên câu mẫu tạo thiên ban, xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế làm thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tìm giáo chủ Tây Ba Hồ, chẳng hỏi giấy chào. Ý mình con mẹ thiên cao, chế ngài dạy tiếng chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, chốn mẹ xuống tận cõi đời. Ngủ ma quá phép dậy rồi, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây. Cho linh tử đắm sai mùi tục, để thỏa lòng dẫn tức bá hầu, cũng là phật.
pháp luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hai đời. Chiếu kỳ ba luật trời mở rộng, lập đạo màu cứu rồi đinh căn, thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn đất nguyên nhân chực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyển, đại phong thần lửa tuyển linh căn, chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ, mới thoát khỏi cuộc đời mê muội, lo tu hành chuộc tội căn xưa, lòng qua ta giáo lòng lừa, chuyển cơ thánh đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ si mê, vẫn lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn, lập công qua mốt bọn đức hạnh, dùng công phu sửa tâm diệu hiền, công trình dân chí thần tiên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần, tạo chân lý quần thần trọng đại khá phục hồi, quán cải tâm linh ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, ơn thầy nghĩa Chúa hy sinh cho tròn, cố thực hiện bảo tồn chân lý, thiết không hành cùng chỉ hoài công, giang sơn gắn dốc non sông, phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền, Phật đâu để người hiền mắt quả, kẻ ác hung dướng quả chẳng sai, dù cho phương kế sắp bài cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ, để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần bỏ lại còn chi, hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đọa đài. Mẹ nói trước con nay đều lấy, rồi sau này khỏi phải trách phiền, cuộc đời lắm nỗi đạo điên, không nghe lời mẹ
chí phiền đọa xa. Cơ thượng phạt kỳ ba đã rõ, luật thiên đều chẳng có gì thương. Dù cho lạnh sứ mạng trời mà làm trái luật cũng thời truy răng. Hoặc các bậc ni tăng học đạo ham quy quyền gây tạo tối trần, cũng đều bị luật trì răng. Tùy theo nghiệp tội xử phân công bình, luật tiên quá vô hình đào thải. Chớ mê đời ngu dại hững hờ, bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới khôn, đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ tỏ hết bao lời dấu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu vận chuyển, tới càng khôn linh hiện cơ quan. Thất sơn báo ngọc lầu vàng là cơ lập hội minh hoàng. Sự phân đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe pháp truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài có tam giáo cộng đồng phân xử, công quả tròn được dự kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đài vào nơi ngục thấp khổ quy xác hồn. Con ơi sự mất còn thăm nữa bãi, cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sinh ra chân thầm. Mãi âm xoay dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi. Ai thương bằng mẹ diêu trì, lo con
sự nể gì khổ lao. Từ tạo quá thiên cao trời đất, sinh muôn loài vạn vật hữu hình, có hai Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bửu kinh luân tham bảo, tuổi vàng năng chân đạo linh hồn cho con ơi giữ lấy bảo tồn phân đời thương cố dầm tròn đức ân. Nay đến luật xoay dần mặt kiếp đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiến quá đổi thay lập đời thăm đức kỳ thượng lai thăm bình nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa để xây sàn gội rửa tay trần tam kỳ mở hồi lóng dân chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thời sự bao ân cơ trời đã lộ các con cần giác ngộ rõ thông để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo khó mong sống còn dầu sông tháp cho tròn nhân nghĩa chớ đem lòng mai mỉa phụ vong tình thương Phật mẫu đại đồng qua sanh giảng ức trần hồng linh căn chỉ khắp vi ca hồng trần thế giới ngài định kỳ sắp tới con ơi sáng tu cho kịp ngài giờ rèn lòng sửa tánh nhớ lời mẫu khuyên đừng ngu dại mê tìm má quỷ rồi sau này loạn trí điên cuồng quỷ ma nào chờ các con tu học sửa lòng thanh bần đừng tối gắn công ngày sau trọn đạo phiền
lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xếp phân cùng tột, làm tai sai cho bọn quỷ ma tạo gây ác nghiệp gian tàn, uống cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thú đôi dời tâm tâm, tất khinh khi Phật thánh thần tiên. Tội ma kiếp đoạn quỳnh tuyền, muôn đời giam hãm sức xiền trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ơi ngộ, thì phải cần hiểu rõ đọa siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều đó con. Cứ ẩn hiện trong hồn dục ơi mãi suối ơi làm điều khờ dài ngu si. Chẳng màng tội lỗi gì thì con không định tâm đi khổ bì ngủ mê. Nó nhập phá hồn xa căn kiếp, để chân linh mang nghiệp muôn đời. Con về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đọa khó thời tình tâm. Kỳ mạc kiếp mẫu tầm linh tử, trao cầm nan con giữ phận mình. Đừng vì quyền lợi đâu tranh, để làm mất tánh hạnh lành cao thâm. Giữ đức khi độ đạo tâm vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm khổ lắm con ơi. Chịu nhiều quá báo luật trời hành thân, lập ý chí tinh thần dũng mạnh, tạo không phân đạo không phân chấp cánh ngoài biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất ơi giả sự mạnh chay, trừ qua kiếp căn đồng hành chơn đạo tinh thần, mới là báo gì muôn phần ngày sau. Phá chấp ngã muôn màu sắc ơi tướng, chọn tấm lòng định liệu chân tâm.
hành trong ơi tư tưởng thiền lành, cào đầu để tóc chẳng thành sự chi. Khá thâu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không chấp đi có nơi lòng. Một bầu vô cực hư không, âm dương phối hợp thần thông diệu quyền. Các bảo pháp chân truyền Phật mẫu, chiếu linh quang rọi thâu kiếp sau, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh siêu thăng chân hồn. Các con khá bảo bồn cắn gì, mạng kỳ ni đạo quả khảo nhồi. Phật tiên đâu rảnh con ơi, còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu. Con nào rõ nhiệm màu tiếng quá đồng chung lo đạo cả màu hiền, đắp xây phổ quá khai truyền nên công quá vị mẹ nhiều thương ban. Dầu thử thách gian nan chớ nể dấn một lòng, chớ để lạc phai đạo màu, phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực khi hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để làm danh lợi tư riêng tội mình. Kỳ mạng kiếp thiên đình ấn xa là nhiệm kỳ đạo quả rất mau. Chuyện cơ phổ độ trần quan cũng là định luật sải sàng hạ môn. Đời với đạo mẹ còn xoay chuyển nên con cần thể hiện đạo nhân, cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thánh đức bảo toàn mạng châu. Ngày đại hội Long dân có mặt với nhân hiền sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền
của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc ý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở ăn bất kể thủy chung, giang tà sao quyệt lâm đường nạn tai. Ở ăn bất kể thủy chung, giang tà sao quyệt lâm đường nạn tai. Mang một kiếp trần ai dâu bể, luật cứ thiên đình đâu dễ lắm loạn. Dĩ thường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ân ý tâm đầy thâm độc, cậy đời quyền đâm thọc hại nhân. Có trên bắt đầu Nam Tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tùy nghiệp luật ý trời báo ứng, kiến nguyện ở đài xây dựng trần gian. Rõ thông mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu hình tận mắt, mới hẳn tường tiếng Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi luật tiên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiếng bước, đừng để rồi lúc nước tới chôn. Có giò hút cắn mất hồn, xác thân như sóng biển cồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dày đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cái luật làm sai dướng phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Cuộc biến trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Minh vương ngự chốn Nam Lầu, sự người mỗi nghĩa gieo sầu tóc tan. Cố tuyến lửa hành tàn nam nữ, rõ thiên điều phận sự gắn loan.
sông nhờ có thuyền đò, linh hồn nhờ đào thoát cứ bờ sông mê. Chớ vội chấp khinh chơi ngang bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật mang. Còn mê khó tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngữ trị chẳng sang. Quán thông thấu triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đạo tinh thần lý trí, đâu tỏ tường chân lý đọa siêu. Hoặc là hiểu ơi thấu ít thứ nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều gây nên, khiến dục mãi đợi danh mộng tưởng, cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó khiến sai đi vào tối lỗi, cho linh hồn quên cội quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa sen ngàn năm xa đò vào đường si mê. Nay có mẹ đạo đề khai mở, cũng là kỳ xá tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình kiếp mà đại hội thiên đình thường ban. Một kỳ chốt khi mẫu hoàng phê chuẩn, con bất tuân mạng lình chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, cộng đồng phân xử con hiền chớ than. Bao tâm sự lời vàng tiếng ngọc, là tình thương bao bọc linh hồn. Hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai. Khá chắc nghiệm đường ngay nẻo chánh, kẻo mê lầm giả hành quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà giả chúng khó lường hiểm sâu. Dùng đố kế ngõ hầu tranh đạo của
tiên khai đạo vô vi. Dựng lòng thiện nguyện từ bi, và tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giang sang con đó, để đức tài giác thi ngộ trong con. Ham mê danh lợi vọng dù, rồi thân phải chịu ngục tù đọa đau. Màn tuyến chọn sai sàng dấu bể, Phật tiên còn phó tế đâu yên. Hướng chi linh tử trần miền, mà đòi an phận bạc tiền hương thân. Khá thực hiện tứ ân chồng đại, để sau này trở lại ngôi xưa. Chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ thừa kế mưu. Tầng tiếng ngõ phai mùi gió gió, sự mất còn sáng tỏ bậc chúng. Riêng con linh mẹ chỉ truyền, khai thông tam giáo cơ truyền, khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Rõ công tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực chân tiên. Dù cho sự não phiền quỷ ma gây rối đạo huyền chẳng lơi, sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ gương hy sinh. Phật tổ đại hùng ma dương tài phép thần thông, cùng không cắt đức đại hùng thanh cao. Ráng thức khi tỉnh dồi vào tâm tâm, thì nghiệp trần mới rảnh con ơi. Công lao khổ cực khảo nhồi, mà không nản chi mới người con tiên. Việc phàm tâm tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới quan. Đời này lắm sự dòng là đời ma quỷ khắp tràn hại nhân. Các con ráng tinh thần định trí, sớm tạo trừ ma bệnh mê si, chạy theo thế tục ít gì càng gây thêm tội khổ quý linh hồn. Đời gian
còn tánh mạng, thường xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giao sáng mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quả nghiệp tồn sinh tùy kiếp của mỗi căn, duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tạo thì đừng vội trách lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tối lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay cộng nghiệp một màn, đắng mà trái quả trần gian cho rồi. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi mưu sinh. Anh em bằng hữu y mất cư tình nghĩa nhân. Chẳng còn biết tiền căn ruột thịt, cùng một mẹ lắm lĩnh tửu trùng, xuống trần mê mùi bất thông, ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay. Gây chia rẽ ý tài tranh chấp, tạo hận thù hóa nắp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp nhiều dương đời trần. Nay mẫu chuyện căn duyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quan khiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại nói liền căn xưa. Đừng để tâm mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cái linh bất tuân thì sao đừng trách cửu trùng xử phân. Mẹ phân càng tiền căn cõi rễ, cầm nàng thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rồng mây, các con đầy đủ về nơi cột châu. Dứt nghiệp chướng mưu lánh xa lìa cõi quả trần duyên, thượng công đạo quả trần miền, cộng đồng tam giáo ban truyền đức ân.